Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã góp công lớn giúp tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Jordan với tỷ số 3-0 ở vòng bảng. Giải quần vợt quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra tại câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh. Lý Hoàng Nam hạng 344 trên bảng xếp hạng ATP ra sân ở trận thứ 2 đơn nam, có màn đọ sức Abdallah Senbay. Tay vợt người Jordan với 18 tuổi, xếp hạng 645, được đánh giá là đối thủ khó chịu của Hoàng Nam khi giành ngôi Á quân hai giải liên tiếp vào tháng 7. Trong loạt tiebreak, Senbay dẫn trước 5-3, Hoàng Nam ngoạn mục cứu liền hai match point trước khi thắng ngược 8-6, qua đó thắng chung cuộc 2-1 với các tỷ số 6-2, 4-6 và 7-6 sau gần 3 giờ thi đấu. Cảm xúc thì rất là vui vì cái trận đầu tiên là luôn luôn là trận đấu khó khăn nhất. Và cái trận đầu tiên hôm nay mình cũng gặp đối thủ rất là mạnh là Jordan. Thì Jordan của cái lần trước mà mình đi thi đấu thì nó hoàn toàn khác. Cái Jordan lần này khi mà tay vợt mà Nam vừa thi đấu là đang đạt phong độ rất là tốt. Hai tuần trước thì anh ấy đã đạt hai danh hiệu vô địch men liên tiếp ở Tunisia, cho nên là phong độ anh ấy đang rất là tốt. Nam đã biết được trận này sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đã vượt qua được trận đầu tiên, cảm giác rất là vui vì chiến thắng lần này. Tháng 10 năm 2021, sau 18 tháng không thi đấu vì đại dịch Covid-19, Hoàng Nam đã rớt xuống hạng 965 ATP. Sau đó, Nam tham gia giải M15 trong 2 tháng cuối năm 2021, đạt thành tích 3 lần vô địch, 3 lần vào bán kết, 1 lần vào vòng 2, 1 lần thua ngay vòng 1. Thành tích này đã giúp Nam kiếm thêm được 39 điểm để có được 52 điểm và nhảy từ hạng 965 lên 577 ATP vào ngày 6 tháng 12 năm 2021. Nhắc lại những con số của Hoàng Nam để hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của quần vợt chuyên nghiệp, cũng như cảm nhận được nỗ lực phấn đấu không ngừng của anh khi muốn chinh phục từng đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Và trước khi tham dự giải Davis Cup 2022 với ngôi Á quân tại M15 Kuching, Malaysia 2022, Hoàng Nam tích lũy thêm 8 điểm và có được 139 điểm, lọt vào top 350 ATP. Dù không vô địch M15 Kuching Malaysia 2022, nhưng đó cũng là thành tích ấn tượng của Hoàng Nam, bởi trong vòng 2 tháng qua, anh đã 4 lần vô địch và 1 lần Á quân trong 5 lần tranh tài giải M15, gồm 3 lần ở Tây Ninh, 2 lần ở Malaysia. Chiến thắng của Hoàng Nam cũng giúp thêm tinh thần vững chắc cho các trận sau của đội tuyển Việt Nam khi ở trận đôi nam. Lê Quốc Khánh và Nguyễn Văn Phương có chiến thắng 6-3 và 6-4 trước đôi Hamze Al-Aswa và Mohammad Al-Kotop. Tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-0 trước Jordan. Theo Nam nghĩ thì cái trận đầu tiên là luôn luôn là trận khó khăn nhất, và Nam và Giang hôm nay đã cố gắng hết sức và có những thời điểm cũng rất là căng thẳng, thì hai anh em đã bản lĩnh vượt qua được, thì vượt qua được trận hôm nay, thì hy vọng là toàn đội sẽ có thêm tinh thần để thi đấu tốt hơn ở những trận sau đó, và đặc biệt là có những khán giả Tây Ninh cũng đã có mặt ở đây đã cổ vũ cho Nam và đội tuyển để tiếp thêm sức lực cho Nam và đội tuyển. Hôm nay kể cả chú Giang cũng đã ra xem trận của Nam và trận của Giang, đã tiếp thêm rất là nhiều động lực cho Nam và Giang toàn đội có thể thi đấu tốt ngày hôm nay. Đánh giá về bản đấu của đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Trần Quốc Phong nhận xét cơ hội giành một trong 3 suất đi tiếp vào vòng play-off của đội là rất cao. Sau 2 giải đấu nhà nghề tại Malaysia, thể lực của Hoàng Nam hiện tại chưa hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, các thành viên còn lại như Nguyễn Văn Phương, Trịnh Linh Giang hay Phạm Minh Tuấn đều đang có phong độ ổn định. Với vị trí 341 ATP khi cập nhật bảng xếp hạng, Hoàng Nam sẽ tiếp tục đạt thứ hạng cao hơn sau giải Davis Cup nhóm 2 Asia Oceania lần này, cũng như Hoàng Nam sẽ luôn là con chim đầu đàn của quần vợt Việt Nam tại Davis Cup. Trong khi đó, đại diện của đội tuyển Pacific Oceania đánh giá rất cao tuyển Việt Nam, đặc biệt là tay vợt đã vô địch liên tiếp 4 giải nhà nghề Lý Hoàng Nam. Đại diện đội tuyển này rất mong đợi màn đối đầu của hai đội ở trận chung kết ngày 13 tháng 8.